Phúc ơi, nếu bây giờ cứ dẫn cô em gái này tới, có góp ý gì không? Chị sẽ cần tập để cho săn chắc body để giảm mỡ bụng. Giảm mỡ bụng. Anh đã từng xuyên thấu được mỡ bụng của mình. Trong bao lâu là đạt được kết quả? Cuối đời. Cuối đời. Cuối đời. Cái này không phải giảm cân, chỉ là để giảm mỡ thôi. Chỉ là để giảm mỡ thôi. Chỉ là để giảm mỡ thôi. Để săn chắc cái body thôi. Em cảm nhận được cái cân nặng cô này khoảng như vậy. Mình bớt nói về cân nặng được không anh? Em đang cảm thấy nhột tại vì dạo gần đây là em lên tới như... Anh yêu đi 10kg luôn đúng không? 10kg lận. Dạ ơi, cái này rất tốt cho việc giảm cân. Giảm cân. Sao kìa, chị trên nước chứ. Vâng. Thiệt anh, em phải nịnh chứ không nó sẽ sồn. Thiệt luôn á. Nó sẽ sồn. Nó sẽ sồn. Nó sẽ sồn. Nó sẽ sồn. Đừng rớt nha. Cho tôi xíu xíu xíu. Rớt rớt thôi. Nhanh quá. Nhà nó cho mình cảm giác là sẽ không béo đâu. Tôi đi. Cái trà rất là thơm. Tham quá à. Ủa, em sợ bỏ tội á chị.